chuyện đụng hàng là khó tránh khỏi trong lớp. Nhưng hóa ra lại có chút vấn đề. Bye bye. Hemingway quả thật tài ba. Gì đấy? Mình đâu có mang thứ này. Có cổ vũ gì đâu. Ủa, đó là cặp của mình sao? Mà nhờ thế mình lại nghĩ ra hay. Vẽ tên bạn và tô viền ngoài bằng bút keo. Mình chọn phong cách chữ vui nhộn bong bóng. Chọn màu bạn yêu thích nữa nha. Đừng quên các điểm khuyết. Giống như quanh chị E. Rồi đến phần tô màu nè. Đưa bút theo các hướng khác nhau để tạo hình chữ. Hoặc tạo nét rõ ràng dễ nhìn hơn. Tô viền và luồn dây xích. Để xem ai còn cầm nhầm cặp được nữa. Hả? Không phải tên mình mà. Medicine. Suýt thì nhầm nhọt à hả? May có thẻ tên xinh xắn. Wow, cái màn hình này to thật đấy. Nhưng thế nào cũng đã còn mát lắm luôn. Ok, trong này còn có mấy cái dây. Sao lắm vậy trời. Chắc cái này cắm vào phía sau nhỉ. Cái này ở đây. Rồi đến mấy cái dây này. Mệt bở hơi tai luôn. Dây dợ gì mà lắm thế không biết. Tớ vừa tự làm cái nhẫn cưng xỉu này nè. Ui giời, rối tinh rối mù luôn. Cậu có nhiều dây dợ nhở. Ê, sao tụi mình không thử dùng bút 3D này đi. Nhìn nhé, tớ sẽ để dây ở chỗ này, rồi dùng bút vẽ. Thấy không, dây được cố định rồi. Ta-da, vừa gọn gàng vừa đầy màu sắc luôn. Thế giờ tớ cắm dây nốt được rồi đúng không gái? Ôi hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chồng cũng dễ thương, dễ sợ luôn ý. Ồ, mấy cái phụ kiện điện thoại này đẹp quá. Cái này đẹp nhất nè. Không biết mình có đủ tiền mua món này không ta? Mình có tiền tiết kiệm mà. $2 thì làm ăn gì được trời. Chán thật, tiết kiệm gì chứ. Mình làm hỏng luôn cả tủ rồi. Ủa, trông nó y hệt pop socket luôn. Đặt điện thoại của bạn úp xuống bàn và nhỏ một đốm keo vào giữa. Sau đó dính cái núm lên trên. Giờ chờ nó khô. Phải chụp lại khoảnh khắc khéo tay này mới được. Wow, dễ cầm hẳn ra. Thông minh dễ sợ. Bắt đầu ngày mới với miếng bọt tắm nào. Mình sẽ cần thứ đó đó. Em xà phòng mới này thơm ghê ta. Để cái này ở đâu bây giờ? Ở đây vậy. Cẩn thận không ngã đó Bella. Thôi xong rồi. Hả? Mình phải vào kiểm tra mới được. Cậu ổn chưa Bella? Tớ bị trượt chân vì trơn quá. Trời ạ. Giúp tớ đi. Tớ cũng ghét việc đó lắm. Nhưng chắc tớ giúp được cậu đấy. Với một khẩu súng bắn keo, bạn có thể tạo ma sát trên mặt bồn tắm đó. Dùng keo lấp lánh nếu bạn muốn nhé. Sau khi bạn đã tạo ra một hình vuông, thêm vào những đường gân nhỏ như thế này. Khi keo khô, đặt xà phòng lên trên là xong. Không có gì nha. Wow, thank you Vinamilk nha Vicky. Bây giờ bạn có thể hát thoải thích rồi nhé, không nhảy nhót là được. Được rồi đó. Không biết mẹ ngủ say chưa ta. Mẹ cử động kia, lấy rồi chuồn cho lẹ trước khi bị phát hiện nào. Phù, suýt thì tòi đời. Ê, nhìn này, chị lấy được túi mỹ phẩm của mẹ rồi.
Thôi, mẹ không cho đâu, mẹ sẽ bực đây. Em đúng là đồ thỏ đế. Sắp có người bị ăn đòn kìa bà con ơi. Tuyệt, màu son xinh dễ sợ luôn. Ôi mẹ ơi, còn có cả kéo nữa kìa. Tỉa một chút thế nào cũng xinh như minh tinh cho xem. Tóc mái đang là mốt đó nha. Chỉ cần cắt thẳng một đường là xong. Ôi không, mình làm gì thế này? Cái gì nữa vậy? Ôi giời, thôi rồi lượm ơi. Uầy, bút in 3D kìa. Để xem xử lý cái này cho chị. Chỉ cần vẽ hình như thế này là ra nè. Rồi tô hết bên trong. Thế là ổn áp. Xong rồi. Ok, giờ thì lật ngược lại nào. Mình sẽ nhỏ một chấm ở đây và gắn hai đầu lại bên ngoài với nhau. Xong rồi này, tới bước tiếp theo. Thêm chấm xanh cho dễ thương này. Nhưng đừng nhiều quá nha. Ok, em làm xong rồi. Cái này cho chị đấy. Đây. Để em chỉ cho. Thấy không nè, mai đã được cặp hết lên rồi. Wow, cảm ơn em gái nhiều. Ahem, ai lấy túi mỹ phẩm của mẹ đấy? Là em đấy mẹ, không phải con đâu. Mình sẽ thắng ván này. Nghỉ chút đã vậy. Nhìn màn hình lâu buồn ngủ ghê. Thú vị ghê đó. Gì vậy trời? Không phải con mèo chứ? Kính của Madison. Ôi, con bé sẽ giết mình mất. Mình đúng là cái đồ mông nặng. Mà không sao. Chiếc bút này sẽ khắc phục mọi thứ. Trước tiên, tôi viền mắt kính như thế này. Rồi kéo xuống phần rìa. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn tô hết rìa. Trông quen quen chưa nè. Giờ bạn chỉ cần nối mọi thứ lại thôi. Rồi đến phần gọng kính. Và xong nè. Nhìn đẹp phết đó chứ. Từ từ. Từ từ. Suýt thì tòi. Kính đúng cỡ cậu luôn. Mình ngủ mà vẫn đeo kính à? Ui trời. Hả? Lạ thật. Thành công. Adam rõ ràng là đang rất vui vẻ. Thật tệ khi người khác đang chán như con rán. Tiệc tùng gì nhạc thế nhỉ? Chuẩn không cần chỉnh. Aha. Thứ này đang trở nên to dần. Vẫn tiếp tục. Ôi trời. Nó tự bay luôn kìa. Ai ném vậy? Không phải tớ. Thế là xong hết cả thú vị. Bữa tiệc này thật đáng thất vọng. Trừ khi tớ sẽ trở lại ngay. Hãy đổ nước vào bong bóng. Sau đó cho một ít kem dưỡng da lên. Rồi xoa nó với tay của mình. Tiếp tục đến khi kem chảy ra toàn bộ quả bóng nhé. Sau khi xong, hãy dùng súng bắn keo để tạo ra các hoa văn như thế này. Làm như vậy cho quả bóng luôn nhé. Tuyệt. Sau khi đã khô, cẩn thận giữ phần ống của quả bóng. Để một cái cốc bên cạnh. Rồi cắt phần đầu quả bóng đi. Thả lỏng tay để nước chảy ra. Khi đã chảy hết rồi, hãy lấy bóng ra nhé. Thấy chưa nào? Sẵn sàng để quẩy lên nóc nhà chưa nào? Cái gì thế? Hãy xem đây. Đặt nó lên đèn flash của điện thoại. Giờ thì quẩy thế nào? Cuối cùng các khuôn mặt cũng đã giãn ra. Bữa tiệc đã hồi sinh. Giỏi lắm, Adam.